xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với CID Radio, kênh tâm sự và phát triển bản thân dành cho các bạn, được phát sóng vào thứ sáu và chủ nhật hàng tuần. Cảm ơn các bạn một lần nữa vì đã ghé qua kênh. Rồi thì hôm nay trước khi vào cái chủ đề á, thì CID muốn khoe với các bạn cũng như là mong là được cái lời chúc mừng từ các bạn, đó là CID đã nhận được một cái tin vui, đó là bài viết của mình được chọn đăng trên cái cuốn tạp chí, đó là tạp chí Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh số 44, được phát hành vào ngày 6 tháng 10 2022. Thì ở trong cái cuốn này á, cái cuốn tạp chí này á, thì CD sẽ chèn cái hình nó vô, tại vì cuộc quay cam trước cho nên nó bị ngược với các bạn. Chèn hình vô thì các bạn sẽ thấy được là cái hình dạng nó như thế nào, và mục lục có tên của CD, cái bút danh làm tác giả của CD đó là Cao Du. Một ngày nào đó nếu mà các bạn nhìn thấy cái cuốn sách ở trong nhà sách, hoặc là cái cuốn tạp chí có cái nghệ danh, bút danh là Cao Dung, thì đó là CD nha. Rồi ok, thì các bạn có thể tìm đọc tác phẩm của CID ở trên cái cuốn tạp chí đó ha. Ok, thật ra đây là một cái tin rất là vui, và cũng như là nó mở đầu ra câu chuyện CD được công nhận với một cái bút danh mà mình đã ấp ủ, cũng như mình cố gắng suốt một khoảng thời gian dài đồng hành cùng với CD Radio. Thì CD cũng có viết truyện, viết sách, viết các bài viết, viết đủ thứ trên đời hết. Khi mà có khách hàng tìm đến mình thì mình viết. Nhưng mà content của CD không đơn giản là thương mại, mà nó là xoáy sâu vào ý nghĩa cũng như là quan điểm cá nhân về giá trị nhân văn đó. Nên là nếu mà các bạn đi đâu có thấy tác giả Cao Dung thì nhớ CD nha. Ok, ngày hôm nay của bạn như thế nào? Hy vọng là các bạn cũng nhận được những cái tin vui bất ngờ đến với mình, và chào đón nó, lưu giữ nó để sau này mình có động lực phát triển nhiều hơn nữa từ những cái tin vui bé bé này hen. Rồi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn, vì những bạn theo dõi CD đa phần là các bạn từ bên content đi qua trên kênh YouTube này. Thì các bạn cũng biết là CD hay viết bài đó, thì các bạn cũng ủng hộ rất là nhiều. Thì từ những cái bình luận, những cái tin nhắn, những cái nút like của các bạn đã làm cho CD có thêm động lực để mà cố gắng phát triển mỗi ngày. Cảm ơn các bạn một lần nữa nha. Rồi thì không dài dòng nữa, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi đến một cái tập review cuốn sách Dạy Con Làm Giàu. Dạy Con Làm Giàu tập số 1 nha các bạn. Tập số 1 thì bộ này là 13 cuốn, và CD đang chờ nhận cái trọn bộ 13 cuốn này. Còn cái cuốn này là mượn của em thì sẽ phải trả cho em. Đọc cuốn 1 rất là mê các bạn. Thì trước đây CD cũng đã đọc Cha Giàu Cha Nghèo cùng tác giả của cái chuỗi 13 cuốn sách này rồi, thì ấn tượng cũng khá là mạnh. Nhưng mà đọc cũng năm ngoái rồi, và lúc đó đọc cũng không có chuyên sâu lắm. Đọc kiểu hụp hửi, các bạn đọc xong mượn cũng chết, kiểu thời gian đó như vậy. Còn bây giờ đọc là CD sẽ ghi chú lại xem có cái gì hay để gửi đến các bạn, để cho các bạn chưa có đọc hoặc là các bạn đang đọc dở dang, các bạn sẽ có động lực tìm đọc. Vì đây là một cái cuốn sách sẽ làm thay đổi quan điểm về tài chính của các bạn, cũng như là giúp các bạn hướng tới một cái con đường mình tự do tài chính nhanh hơn nha. Đây mới là tập 1 thôi nha các bạn. Bây giờ CD sẽ lật ra và đọc cho các bạn những cái điểm mà CD cảm thấy rất là tâm đắc trong cuốn này nha. Để xem. Ê, sao mà đâu có tiêu rồi ta? Từ từ lại mọi người xíu nha. Đây. Đây. Nó có dài lắm các bạn, dài lắm. Thì thật ra cái điều mà đặc biệt của cái cuốn sách này gây thu hút CD á là cái lối viết của tác giả, kiểu người ta viết rất là thẳng và thật, cũng như là rõ ràng cái quan điểm đó, đúng không, là xoáy sâu vô quan điểm đó luôn và khai thác ra, chứ không có kiểu đi lòng vòng lan man gây cho các bạn cảm giác buồn ngủ, mà khi các bạn đọc các bạn sẽ tỉnh ngủ luôn á. Và những bạn đang nằm ngủ, kể cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, khi các bạn đọc cái cuốn sách này các bạn sẽ cảm thấy wow, thì ra là mình đã hiểu sai một số cái quan điểm cũng như là vấn đề. Thì cái cuốn sách này nó không dài các bạn, không dài. Nhưng mà CD lại không phải tóm tắt nữa, mà rút ra được tận 54 điều mình cần phải ghi nhớ và lưu ý
Thì nếu đọc hết 54 điều trong đây, CD nghĩ nó sẽ rất là dài và cũng không có nhiều bạn sẽ ghi chép lại đâu. Và cũng chưa chắc là 54 điều này CD cảm thấy tâm đắc thì các bạn cũng cảm thấy tâm đắc. Có thể các bạn cảm thấy nó không hợp với mình, thì thôi CD sẽ xin phép đọc 20 điều mà CD cảm thấy tâm đắc trước. Rồi các bạn nghe 20 điều này, nếu các bạn cảm thấy nó hay, nó hợp với mình, thì các bạn hãy tìm mua cuốn sách này để ủng hộ tác giả nha. Ở đây là cái cuốn sách đầu tiên mà CD đi tè cũng phải mang theo. Xin lỗi các bạn, nói hơi thô nhưng mà sự thật là đi vệ sinh cũng không dám rời mắt khỏi cuốn sách này. Nó hút tới như vậy hả các bạn, hút lắm luôn. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với 20 điều được trích dẫn cũng như là tâm đắc của CD về cái cuốn Dạy Con Làm Giàu tập 1 ha. Rồi ok, điều thứ nhất đó là làm việc vì tiền hay khiến tiền làm việc cho mình, chấm hỏi. Cái câu này các bạn nên tự hỏi bản thân mình đôi ba lần đến khi có kết quả. Các bạn muốn làm việc vì tiền thôi hay là các bạn muốn đồng tiền nó làm việc cho các bạn và các bạn ngồi đó các bạn hưởng. Rồi điều thứ hai, niềm vui do tiền mang lại thì rất ngắn ngủi. Thứ ba, người giàu không làm việc chỉ vì tiền mà người ta còn làm việc vì đam mê, vì niềm vui nữa các bạn. Điều số 4, có những cái bẫy cần phải tránh. Mỗi người đều có một cái giá được tạo thành do nỗi lo sợ và sự tham lam. Ví dụ như là sợ thất nghiệp, sợ thiếu tiền và muốn có được nhiều hơn thì người ta sẽ không dám nghỉ việc và người ta sẽ chấp nhận một cái mức lương nào đó, thì đó là cái giá mà người khác trả cho bạn để bạn cống hiến hàng tháng, đúng không? Rồi, điều số 5, lý giải tại sao có nhiều người giàu không sống hạnh phúc và những người nghèo luôn phủ nhận sự quan trọng của tiền. Cái điều số 5 này là một cái điều cực kỳ quan trọng. Nhiều người lầm tưởng rằng trời, người giàu không hạnh phúc đâu nè, chán rồi, bị áp lực rồi, phản bội rồi, keo kiệt bủn xỉn, nói chung là nhiều cái cụm từ không hay người ta hay ám chỉ vào người giàu, nhưng đâu phải tất cả mọi người đều như vậy đâu các bạn. Các bạn hãy hiểu rằng á, mình công tâm một chút đi, đâu phải người giàu nào người ta cũng bất hạnh, và cũng đâu phải người nghèo nào người ta cũng hạnh phúc đâu các bạn. Và đa phần mọi người nghèo đều phủ nhận cái tầm quan trọng của tiền để chi? Để họ quên được cái sự thật đau thương rằng mình muốn có tiền, mình muốn có những cái cơ sở vật chất tốt hơn, mình muốn con của mình đầy đủ hơn, mình muốn bản thân mình được ăn chơi tận hưởng, nhưng mình bất lực. Vì vậy, phủ nhận cái sự quan trọng của đồng tiền. Đó. Chứ không phải là tiền nó không quan trọng các bạn, tiền rất quan trọng, nhất là ở thời đại này. Không phải là chúng ta thực dụng mà chúng ta hãy sống thực tế ha, thực tế, nhà văn nhưng rất thực tế nha. Ok, số 5 này là cái điều quan trọng nha các bạn, nhớ. Trong đây nó lý giải được tại sao có người giàu không hạnh phúc và người nghèo thì phủ nhận cái tầm quan trọng của tiền, có lý giải. Rồi, điều số 6, tìm được những nhân viên tốt là rất khó. Cái này ai cũng biết rồi nhưng mà không phải ai cũng nhớ. Rồi, điều số 7, vấn đề không phải là bạn kiếm được bao nhiêu tiền mà là bạn giữ được bao nhiêu. Thấm câu này ha. Rồi điều số 8, phân biệt tài sản và tiêu sản. Mua tài sản, hãy mua tài sản, đừng mua tiêu sản nha các bạn. Điều số 9, quy luật KISS có nghĩa là keep it simple stupid. Nghĩa tiếng Việt có nghĩa là giữ cho mọi thứ nó đơn giản. Rồi, điều số 10, nếu muốn giàu có phải đọc được những con số ở trên báo cáo tài chính đó các bạn, nhức đầu lắm. Rồi, điều 11, bản quyền sở hữu trí tuệ là một tài sản. Đó là một tài sản rất đặc biệt các bạn, mà về sau nếu các bạn phát huy tốt được nó thì nó sẽ đem lại rất rất nhiều thứ cho các bạn, không ngờ tới luôn á. Điều số 12, thu nhập tăng thì chi phí cũng tăng theo, dẫn đến tiêu sản tăng. Rồi, điều 13, người thông minh thuê những người thông minh hơn làm việc cho anh ta. Điều số 14, trường học tạo những lao động tốt chứ không tạo ra những người làm chủ giỏi. Điều số 15, lý do người giàu càng giàu đó là người ta tăng thu nhập thì người ta đồng thời giảm cái chi phí. Thu nhập là tài sản và chi phí tức là tiêu sản. Còn đa số chúng ta tăng thu nhập thì chúng ta cũng tăng chi phí theo, nên là chúng ta không giàu được á. Rồi, điều 16, lý do người trung lưu gặp khó khăn về tài chính đó là thu nhập tăng thì chi phí cũng tăng. Vừa mới nói luôn,
Ra điều số 17, sự có tiền chính là hôm nay nếu bạn ngưng làm việc thì sẽ tồn tại được bao nhiêu ngày sau đó. Rồi điều 18, công việc kinh doanh sẽ quay tròn quanh cột tài sản chứ không phải thu nhập. Rồi điều 19, sự thiếu tự tin sẽ kìm hãm một con người. Điều 20, ai có thông tin đúng lúc nhất và sớm nhất, người đó sẽ giàu. Ok, thì 54 điều, rất là nhiều các bạn, và CD vừa tóm tắt rút ra được 20 điều trước cho các bạn. Thì sẽ có bài viết để ghi lại 54 điều này ở trên Facebook Cao Dung. Thì các bạn có thể chờ đón đọc. Khi mà có thì CD sẽ gắn link vào cái bình luận hoặc là mô tả chi tiết của cái clip này cho các bạn tiện đọc và theo dõi nha. Còn hiện tại nghe sơ sơ 20 điều đó thôi nha. Rồi CD nghĩ là tất cả chúng ta cũng đều nên có cuốn này để gói đầu, để mình thay đổi về quan niệm chi tiêu của mình, để mình thay đổi về cái việc là người giàu, người nghèo, là người giàu thì như thế nào, người nghèo thì như thế nào, và tiền nó thực sự nó là cái gì, đó, tiền thực sự là cái gì ha. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho CD Radio tới giờ phút này, và hy vọng các bạn đã có giây phút thoải mái cũng như có một giấc ngủ thật ngon vào tối nay. Ngày mai sẽ là một ngày mới, một tuần mới, các bạn hãy phấn chấn tinh thần và chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu để giành lấy cuộc sống tốt đẹp nhất về cho mình hen. Cảm ơn bạn một lần nữa và chúc bạn ngủ ngon. Nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo nha. Bye bye. Bình luận nữa hen.